huấn luyện viên Park Hang-seo nhận xét thế nào về huấn luyện viên Chu Xie? Trả lời phỏng vấn trên sóng truyền hình, huấn luyện viên Park Hang-seo từng dành cho người kế nhiệm Philippe Chu Xie lời động viên tích cực, đồng thời tin rằng ông sẽ mang tới những thành công cho bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chu Xie vừa trải qua liên tiếp hai thất bại đáng thất vọng, gồm 0-2 trước đội tuyển Trung Quốc và 0-2 trước đội tuyển Uzbekistan. Đáng nói là ở trận thua trước đội tuyển Uzbekistan, đội tuyển Việt Nam lép vế hoàn toàn, phá sản trong lối chơi kiểm soát bóng và không thể tung ra bất cứ cú dứt điểm nào về phía khung thành đối phương. Chứng kiến đội tuyển Việt Nam vốn đặt mục tiêu tham dự World Cup 2026, thi đấu bế tắc trước những đối thủ được đánh giá chỉ nhỉnh hơn một chút, người hâm mộ Việt Nam tỏ ra vô cùng thất vọng, đồng thời liên tục so sánh khả năng cầm quân của nhà cầm quân người Pháp với tiền nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo. Vậy huấn luyện viên Park Hang-seo từng nhận xét ra sao về huấn luyện viên Chu Xie? Còn nhớ, trong một lần trả lời kênh truyền hình On Sport hồi cuối tháng 4 vừa qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã không ngần ngại dành cho người kế nhiệm Philippe Chu Xie lời động viên tích cực, đồng thời tin rằng ông sẽ mang tới những thành công cho bóng đá Việt Nam. Ông Chu Xie là huấn luyện viên giỏi đấy. Vấn đề là ông ấy cần thời gian. Ông ấy đã nghỉ không làm huấn luyện viên một thời gian rồi. Khi quay lại, ông ấy cần thích ứng, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ trên chương trình Đây là bóng đá của kênh On Sport. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tiết lộ mình đã để lại kho dữ liệu khá lớn về các cầu thủ, trong đó có các chỉ số về thể lực, sức khỏe. Đây là những thông tin giúp huấn luyện viên Chu Xie có thể nắm bắt nhanh hơn về lực lượng cầu thủ có thể sử dụng cho đội tuyển Việt Nam. Tôi tin rằng có số liệu và thông tin của cầu thủ là điều rất quan trọng. Bản thân tôi khi mới sang Việt Nam không có điều đó. Tôi đã yêu cầu huấn luyện viên thể lực gửi lại toàn bộ số liệu cho VFF. Tôi nghĩ rằng kho dữ liệu đó sẽ giúp ích. Nếu huấn luyện viên Chu Xie cần thì có thể sử dụng. Có điều hơi tiếc là số liệu về sức khỏe, thể lực của cầu thủ chưa được sắp xếp đầy đủ. Tôi có đề nghị ban y tế sắp xếp lại, nhưng có vẻ họ bận nên chưa làm được. Đó là con số cực kỳ quan trọng với huấn luyện viên kế nhiệm. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cho thấy sự tế nhị khi không đưa ra lời khuyên cho huấn luyện viên Chu Xie, người đang là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng người hâm mộ Việt Nam cần kiên nhẫn bởi huấn luyện viên Chu Xie và các cầu thủ cần thời gian thích nghi trong giai đoạn chuyển giao. Tôi với ông Chu Xie khác nhau, triết lý khác nhau, cách quản lý cầu thủ khác nhau, môi trường trưởng thành cũng khác nhau, ông ấy ở châu Âu còn tôi ở châu Á, nên tôi không khuyên hay chia sẻ gì cả. Huấn luyện viên nào cũng cần thời gian, cầu thủ cũng cần thích ứng với sơ đồ mới. Kết quả có thể chưa tốt nhưng chúng ta cần kiên nhẫn, huấn luyện viên Park Hang-seo nói.